Thưa quý vị, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các mô hình trợ giúp những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn luôn được huyện Đoàn Đất Đỏ chú trọng trong tổ chức các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn. Mô hình trao tặng bảo hiểm y tế cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo nằm trong số này. Triển khai từ năm 2019 đến nay, mô hình đã giúp cho hàng chục hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế để giảm được gánh nặng khi có bệnh tật. Hoạt động trao tặng bảo hiểm y tế còn góp phần bồi đắp lòng nhân ái trong các đoàn viên thanh niên huyện Đất Đỏ. Mô hình trao tặng bảo hiểm y tế cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo được Đoàn Thanh niên xã Long Tân, huyện Đất Đỏ triển khai đầu năm 2019. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, Ban chấp hành đoàn xã luôn tuyên truyền, vận động gây quỹ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo. Từ số tiền quyên góp được, xã Đoàn Long Tân đã trao tặng 21 thẻ bảo hiểm y tế và gia hạn 6 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 22 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc có người bị bệnh nặng. Cũng từ số tiền quyên góp định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Ban chấp hành đoàn xã Long Tân còn đến tận nhà trao quà là những vật dụng sinh hoạt hoặc nhu yếu phẩm thiết yếu, động viên gia đình chính sách, gia đình khó khăn vượt khó vươn lên. Đoàn thanh niên cũng đã trao đổi với một số anh chị em kinh doanh có lãi sức đó, rồi cũng có được một cái khoản kinh phí thoáng trong công tác từ thiện xã hội. Từ đó đoàn đã tham mưu với đảng ủy và xin ý kiến với đảng ủy, ủy ban dân xã để thực hiện mô hình là trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và bệnh hiểm nghèo, để một phần nào đó để tăng cường cái sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với những hộ dân. Nhận được sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức đoàn thanh niên, những gia đình khó khăn của xã Long Tân, huyện Đất Đỏ càng có thêm động lực vươn lên, cũng là thêm niềm tin vào đảng, chính quyền. Cái bệnh cái chân của tôi á, nó sóc cái dầm lâu lắm rồi, cũng là mấy chục năm rồi mà tôi không có điều kiện để đi trị. Rồi sau khi là đoàn thanh niên của xã đó có cho tôi bảo hiểm nên tôi đã đi mổ, cũng nhờ cái bảo hiểm của đoàn cho nên là tôi cũng đi theo cái bảo hiểm đó để mà lấy thuốc để uống hàng ngày vậy đó. Con của nó bệnh nó đau rất là ngặt nghèo, hoàn cảnh thì tiền bạc không có, mà nhờ đoàn thanh niên ở xã Long Tân này á, cấp cho xin một cái bảo hiểm để cho con nó trị bệnh. Vậy gia đình tôi khó khăn như vậy là cũng nhờ cái đoàn thanh niên ở địa phương xã Long Tân mà đã đến hỗ trợ cho tôi, như vậy là tôi cũng rất chân thành cảm ơn. Mô hình trao tặng bảo hiểm y tế cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, giá trị về vật chất không lớn nhưng lại có ý nghĩa rất lớn về tinh thần. Tình người khơi nguồn từ những việc tốt rất nhỏ thiết thực, và chính những chăm lo nhỏ nhoi giản đơn như vậy mà cuộc sống mới có những điều vĩ đại khác.